Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 197 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gốc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Bên trong tam diệp cảnh tại dị vũ trụ, Kỳ Linh cũng không cách nào đi liên hệ đám người Khánh Hoàn, chỉ có thể quyết tâm chờ 6 chuôi bổn mạng thần binh đến tay, chính mình có thể rời khỏi tam diệp cảnh, quay về lãnh thổ quốc gia vô tận. Chính mình cuối cùng phải đi về, thân nhân hảo hữu không ở trong vũ trụ này. Bên trong thế giới động thiên của Kỳ Linh, ào ào, nước biển lần lượt phóng lên bãi cát và rút lui. Kỳ Linh khoanh chân ngồi bên cạnh bãi cát, pháp lực bắt đầu khởi động, chung quanh có vô số thần văn. Hắn đang tu luyện đan diệp thất chương, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh mập mạp bay tới. Gương mặt hắn vô cùng vui mừng. Chủ nhân, người truyền thụ chương thứ 2 cho ta, ta đã học được rồi. Đan bảo thế giới thần kích động, hưng phấn chạy đến tìm Kỳ Linh. Kỳ Linh thu pháp lực, nhìn về phía đan bảo thế giới thần nói, người luyện chế một viên thiên khúc đan cho ta nhìn một chút xem. Thiên khúc đan thời gian luyện chế ngắn nhưng rất phức tạp, luyện chế cần cả ngàn quá trình, mỗi quá trình yêu cầu rất hà khắc. Nó là tiêu chuẩn kiểm tra đứng top 5 trong đan diệp thất chương, có thể thông qua thủ pháp mà phán định. Luyện viên đan dược này cần hơn 2 ngày. Hôm nay đan bảo thế giới thần tạo nghệ luyện đan đã tăng mạnh, còn hơn gấp 10 lần khi chưa vào tam diệp cảnh. Tốt, ta liền truyền thụ cho ngươi chương thứ 3. Mau chóng nắm giữ chương thứ 3, nắm giữ sẽ có đại cơ duyên nữa. Kỳ Linh nói ra. Sao, đại cơ duyên gì vậy? Đan bảo thế giới thần hiếu kỳ. Những năm qua hắn vẫn luyện đan trong động phủ của Kỳ Linh, không có lưu lạc trong tam diệp cảnh, cho nên cũng không biết chuyện đan tôn giả. Bây giờ nói cũng vô dụng thôi. Kỳ Linh lắc đầu cũng không nhiều lời. Mặc dù học chương thứ 3, đan tôn giả có nguyện ý chuyển hay không còn chưa biết được. Đan tôn giả có thân phận cỡ nào đây, ánh mắt cao bao nhiêu đây, Kỳ Linh chỉ có thể hỗ trợ dẫn tiến. Đan bảo có nắm được đại cơ duyên hay không vẫn còn chưa biết. Xoẹt, ngón tay Kỳ Linh điểm một cái, điểm vào mi tâm của đan bảo và truyền đan diệp thất chương chương thứ 3 cho hắn. Quá khó lường, người sáng tạo ra pháp môn luyện đan này thực sự quá khó lường mà. Ta mới học không bao lâu, luyện đan nhất đạo đã tiến bộ quá nhiều. Ta cảm giác ta lại đột phá một ít rồi, một ít nữa là có thể trở thành đạo quân. Đan bảo vô cùng kích động. Kỳ Linh nói, ghi nhớ lời thề. Đan bảo khẽ giật mình, liên tục gật đầu. Trước khi trở lại mang nghe quốc, tuyệt đối cấm đột phá đạo quân. Thời gian trong tam diệp cảnh trôi qua rất nhàn nhã, Kỳ Linh cho tới bây giờ không có nhàn nhã như thế. Trước kia một lòng đặt vào kiếm đạo, thế nhưng hôm nay hắn cũng hiểu kết hợp đạo mạnh nhất. Kỳ Linh hoàn toàn trầm tĩnh, hắn lần lần cảm thấy buông lỏng là đúng, cho nên hắn ở trong động thiên duy trì thời gian gấp trăm lần, vài vạn năm, thế nhưng trong động thiên đã qua trăm vạn năm. Thời gian buông lỏng nhàn nhã, khi thì luyện thủ pháp luyện đan, khi thì luyện kiếm pháp. Bởi vì kiếm đạo đã đạt thế giới cảnh cực hạn, hắn không có nhiều khao khát. Đảo mắt hắn đã ở trong tam diệp cảnh hơn 3 vạn năm. Một ngày kia trong động thiên xuất hiện cuồng phong, sóng biển quay cuồng. Kỳ Linh đang nhàn nhã ngồi trên sóng biển, hắn trôi nổi trong thủy triều. Lúc này hắn đang thi triển kiếm pháp. Sao? Kỳ Linh bỗng nhiên nhướng mày. Kiếm pháp của ta hình như... Hắn kết hợp năm đạo mạnh nhất một cách hoàn mỹ, cũng nhàn nhã vượt qua 300 vạn năm trong động thiên. Bỗng nhiên Kỳ Linh phát hiện kiếm pháp của mình có chỗ thiếu hụt. Đây không phải trung cực kiếm đạo. Bỗng nhiên Kỳ Linh có hiểu ra, hắn luyện kiếm pháp hơn 300 vạn năm, rốt cuộc hắn đã có cảm ứng. Tu hành đến tầng thứ của hắn, cảm ứng vô cùng chuẩn. Ta còn thiếu mấy thứ gì đó nữa. Kỳ Linh cau mày ngồi trên sóng biển, lúc này giữa không trung xuất hiện bóng kiếm. Không đúng, ta đã ngộ ra năm đạo mạnh nhất rồi, lại còn kết hợp hoàn mỹ. Nhưng vì cái gì lại có cảm giác có chỗ thiếu hụt đây? Rốt cuộc đã thiếu mấy thứ gì đây? Kỳ Linh lần lượt diễn luyện kiếm pháp. Sao? Diễn luyện suốt 5 ngày, Kỳ Linh không có được chút cầu đầu mối nào. Lúc này hắn nôn nóng gào thét, tiếng gào của hắn vang vọng trong động thiên. Sóng biển mãnh liệt trầm xuống, hoàn toàn bình tĩnh lại, giống như đông cứng thành đá vậy. Vù! Kỳ Linh thét lên một tiếng, nước biển đông cứng cũng khôi phục như cũ. Ta đã có chút nóng vội rồi. Kỳ Linh nhẹ giọng nói nhỏ. Cũng không trách được Kỳ Linh,
Hắn vốn tự nhận đã là đạo mạnh nhất, nhưng đột nhiên phát hiện kiếm đạo của mình thiếu hụt cái gì đó. Có lẽ thực sự không phải là đạo mạnh nhất cho nên kích thích hắn. Có thể phát hiện kiếm đạo có chỗ thiếu hụt, đây là chuyện tốt mà, còn tốt hơn không phát hiện ra gì. Kỳ Linh khôi phục lại bình tĩnh. Ta vẫn dốc lòng tìm hiểu kiếm thuật, có lẽ thời gian lâu dài sẽ có đột phá. Ta có năm đạo mạnh nhất kết hợp hoàn mỹ với nhau, nếu như lại đột phá thì... Căn bản chưa từng nghe nói qua. Kỳ Linh cũng buồn bực, bối tháp Lai Ách, Đông Tu là yêu nghiệt đều ngộ ra mấy cái đạo mạnh nhất kia và kết hợp hoàn mỹ với nhau, đều biểu hiện một cách cực hạn. Đây là nhận thức chung của các đại năng, Kỳ Linh cũng cho rằng như vậy. Thế nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện đây cũng không phải là trung cực chân chính. Trong những năm tháng kế tiếp của Kỳ Linh, tâm tư của hắn đặt trên thân kiếm, đương nhiên cũng tìm hiểu thủ pháp luyện đan bên trong đan diệp thất trương. Thời gian trong tam diệp cảnh đã vượt qua 5 vạn năm. Cuối cùng ta cũng hoàn thành, thực sự là không thể tưởng tượng được. Tại đẳng cấp thế giới cảnh, ta vậy mà luyện thành tứ trọng thần lôi rồi. Kỳ Linh đứng trên đỉnh núi hết sức vui mừng, trong mắt tỏa sáng bắn ra tia chớp. Đó là một tia chớp màu vàng phong mang rất mạnh. Kỳ Linh vừa đột phá tứ trọng thần lôi. Kỳ Linh lúc trước mới học thủ pháp luyện đan, hắn liên tục luyện thành tam trọng thần lôi và tứ trọng thần thủy. Hôm nay trên thực tế hắn nao phí thời gian cho thủ pháp luyện đan suốt 500 vạn năm. Thủ pháp luyện đan rất mạnh, đơn thuần thủ pháp luyện đan Kỳ Linh hiện tại còn mạnh hơn cả Đan Bảo. Dù sao Đan Bảo đang nghiên cứu chương thứ 3, Kỳ Linh đã học đến chương thứ 7. Vạn Thần Đạo Quân từng nói đạo quân nhất bộ chỉ có hy vọng luyện thành tam trọng thần lôi. Kỳ Linh cười, ta một thế giới cánh lại luyện thành tứ trọng thần lôi, thật là tốt quá. Thanh hoa vũ khí chi lực của mình sánh ngang pháp bảo pháp lực đạo quân, thủ pháp luyện đan quá mức nghịch thiên mới có kỳ tích bậc này. Hôm nay ta có tứ trọng thần lôi, tứ trọng thần thủy. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, oanh 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 oanh, chỉ thấy trên đỉnh núi xuất hiện điện quang màu vàng cực kỳ đáng sợ và thủy quang màu xanh cực kỳ óng ánh giao hòa với nhau, hình thành kiếm ý lĩnh vực vô cùng đáng sợ. Hôm nay âm dương kiếm ý lĩnh vực tuyệt đối là sát chiêu mạnh nhất của Kỳ Linh. Tứ trọng thần lôi, tứ trọng thần thủy, cho dù tấn công thô bạo nhất cũng có thể làm cho đạo quân nhị bộ phải tổn thương. Hiện tại dùng kiếm ý lĩnh vực thi triển, đạo quân nhị bộ cũng sẽ bị diệt sát. Thần lôi thần thủy tới bước này đã là cực hạn của Kỳ Linh. Hắn hiện tại muốn luyện thành ngũ trọng thần thủy cũng không có hy vọng, chỉ sợ phải đột phá thành đạo quân mới có thể làm được như thế. Thời điểm Kỳ Linh luyện thành tứ trọng thần lôi đã hơn 1000 năm. Chủ nhân, ta luyện thành, ta đã luyện thành rồi. Đan Bảo Thế Giới Thần chạy tới tìm Kỳ Linh. Đi theo ta. Sau khi Đan Bảo Thế Giới Thần thật sự nắm giữ chương thứ 3 hoàn chỉnh, Kỳ Linh lập tức mang theo Đan Bảo Thế Giới Thần rời khỏi thế giới động thiên đi bái kiến Đan Tôn Giả. Vào đi. Trong động phủ lạnh như băng và đen kịt, Kỳ Linh kìm không được cảm giác lạnh lẽo. Điều này cũng làm cho Kỳ Linh thở dài trong lòng. Vì sao Đan Tôn Giả lại cứ lẻ loi một mình như thế? Cần gì phải như vậy đây? Kỳ Linh nói thầm, đồng thời mang theo Đan Bảo Thế Giới Thần đi vào động phủ. Trước lò luyện đan cực lớn, Đan Tôn Giả đang ngồi đó. Bác Minh. Đan Tôn Giả nhìn về phía Kỳ Linh, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều. Xin bái kiến Tôn Giả. Kỳ Linh cung kính nói. Đan Bảo Thế Giới Thần lại ngoan ngoãn quỳ lạy. Ngồi đi. Đan Tôn Giả phân phó. Nói là ngồi, trên thực tế Kỳ Linh và Đan Bảo chỉ khoanh chân ngồi xuống mà thôi. Đan Bảo Thế Giới Thần hơi nhìn Đan Tôn Giả cũng không dám lại nhìn chăm chú. Hắn cũng ẩn ẩn buồn bực, rõ ràng là từng nhìn thấy, nhưng hắn có cảm giác mình không nhớ dung mạo của đối phương là gì. Tôn Giả. Kỳ Linh mở miệng nói. Nếu như ngươi không ngại, gọi ta là Đan Sư Phụ đi. Đan Tôn Giả nói. Đan Sư Phụ. Kỳ Linh tự nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Hắn đã ẩn ẩn hiểu quan hệ giữa Đan Tôn Giả và chúa tể chết đi kia, cũng hiểu một ít cảm xúc của Đan Tôn Giả. Đan Tôn Giả gật đầu. Hôm nay ngươi mang tiểu gia hỏa này tới là vì Đan Diệp Thất Trương ư? Kỳ Linh gật đầu. Hắn là tùy tùng Đan Bảo Thế Giới Thần của ta. Ta truyền thụ 3 chương cho hắn, hắn cũng hoàn toàn học xong nên ta mới mang tới đây. Vậy thì luyện một lò Thiên Khúc Đan đi. Đan Tôn Giả nhìn sang Đan Bảo Thế Giới Thần, ánh mắt rất bình tĩnh. Kỳ thật nàng không quan tâm thiên tài luyện đan hay không, đại năng cấp chúa tể thu đệ tử, không quan tâm quá nhiều tới thu đệ tử gì đó, bởi vì đã bản thân có thể sống vô tận 5 tháng, cần gì phải thu đệ tử đây.
chỉ có thật nhìn thấy thiên tài kinh diễm mà lại thực rất ưa thích mới thu làm đệ tử. Nàng có tình cảm đặc thù với Kỷ Linh, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, lúc này cũng cho Đan Bảo một cơ hội. Vâng. Đan Bảo Thế Giới Thần hiểu đây là thời khắc quyết định vận mệnh của mình, lúc này đã bắt đầu luyện đan. Kỳ thực nhìn thấy cái hồ nước lớn kia chứa đều là hỗn độn linh dịch thì hắn kinh ngạc đến ngây người. Đan Bảo phi thường dụng tâm, một lò đan luyện cũng rất không tồi. Coi như không tệ, Bắc Minh, tùy tùng của ngươi học hết 3 chương trong bao lâu vậy? Đan Tôn Giả hỏi. Hắn ở trong thế giới động thiên của ta, gia tốc thời gian 100 lần, cho nên chính thức tính toán hẳn là hơn 500 vạn năm. Kỷ Linh thành thật nói ra, nói dối trước mặt đại năng là một ngu xuẩn. Đan Tôn Giả nhíu mày. Hơn 500 vạn năm ư? Học được 3 chương sao? Nhìn theo ánh mắt của nàng, tốc độ này đã là chậm. Nàng thu đệ tử đều là thiên tài đỉnh cấp như Bối Tháp Lai Ách, Kỷ Linh, Đan Bảo có thiên phú luyện đan cao nhưng vẫn kém không ít. Ngươi xem như đệ tử ký danh của ta. Đan Tôn Giả lạnh nhạt nói. Ta truyền thụ cho ngươi đan diệp thất chương trước 6 chương, lập lời thề không thể chuyển ra bên ngoài. Vâng, vâng. Đan Bảo vui mừng, có thể học 6 chương đã là không tồi. Đan Tôn Giả ban cho ngọc bài màu vàng, ngọc bài dung nhập vào người Đan Bảo, tin tức rất vào trong trí nhớ Đan Bảo, thậm chí trực tiếp làm cho Đan Bảo không tự chủ phát lời thề bổn mạng. Hiển nhiên thủ đoạn của Đan Tôn Giả với Đan Bảo không giống với Kỷ Linh. Tạ ơn sư tôn. Đan Bảo hoàn toàn ghi nhớ, sau đó kinh hỉ vạn phần, cung kính dập đầu cảm tạ. Mặc dù trước 6 chương nhưng phương diện luyện đan vượt xa Vạn Thần Đạo Quân, luyện ra đan dược trước 6 chương rất nhiều đều là Vĩnh Hằng Đế Quân mới có thể luyện chế ra được. Chương thứ 7 là Đan Tôn Giả lợi hại nhất, không dễ dàng truyền thụ. Ngươi là tùy tùng của Bắc Minh, như vậy về sau cứ đi theo làm tùy tùng của Bắc Minh đi. Nếu như ngươi dám lãnh đạm với Bắc Minh, đừng trách vi sư vô tình. Đan Tôn Giả nói. Đệ tử đã hiểu. Đan Bảo cung kính nói. Hắn kỳ thực cũng đoán ra hắn có cơ hội bậc này là nhờ vào Kỷ Linh. Xin đa tạ Đan sư phụ. Kỷ Linh cũng cảm kích Đan Tôn Giả đối đãi với mình thật là tốt. Khí hỏa luyện chế bổn mạng thần binh cho ngươi, đoán chừng vạn năm sau sẽ hoàn thành thôi. Đan Tôn Giả nhìn Kỷ Linh nói. Ta có thể ẩn suy diễn ra được, ngươi được bổn mạng thần binh sẽ rời đi. Vâng. Kỷ Linh cung kính gật đầu. Y theo ta suy diễn, lần này ngươi rời đi, ta và ngươi lại tương kiến chỉ sợ cũng là rất lâu sau đó. Đan Tôn Giả nói. Cho nên tu hành phải cẩn thận, nếu thật sự gặp được đại nạn cứ báo tên ta là được rồi, có lẽ còn có chút dùng. Còn nữa, thủ đoạn của đại năng vô cùng khó lường, cho dù thủ đoạn bảo vệ tính mạng gì cũng không dùng được đâu. Ví dụ như ta tính ra ngươi có nguyên thần thứ hai, nếu một ít đại năng muốn giết ngươi bằng vào pháp môn nhân quả, hoàn toàn có thể diệt sạch tất cả chân linh của ngươi, bất kể là bản tôn hay là nguyên thần thứ hai. Đan Tôn Giả nói. Pháp môn nhân quả lợi hại, cùng loại với lời thề bổn mạng, có thể dựa vào liên hệ trong tối tăm diệt sạch tất cả chân linh phân thân của ngươi. Kỷ Linh nghe xong âm thầm kinh hãi, một khi vi phạm lời thề bổn mạng thì cả bản tôn và phân thân đều phải chết đi. Thật không nghĩ đến còn có thủ đoạn công kích này nữa, đại năng thật đáng sợ. Thủ đoạn của đại năng tương lai ngươi sẽ biết thôi. Đan Tôn Giả nói. Cho nên tu hành tuyệt đối phải cẩn thận, như vậy ta và ngươi sẽ có ngày tương kiến. Ngươi đi đi, lúc rời đi không cần gặp ta. Vâng, thưa Đan sư phụ. Kỷ Linh cung kính quỳ xuống cảm tạ. Tuy gặp mặt rất ít nhưng Kỷ Linh cảm giác được Đan Tôn Giả không có tâm kế với mình, hoàn toàn là muốn tốt cho mình. Kỷ Linh cũng xem Đan Tôn Giả như trưởng bối của mình vậy, hắn sẽ ghi nhớ ân tình này. Hiện tại chính mình còn rất nhỏ yếu, bàn báo đáp còn rất xa. Bái biệt Đan Tôn Giả, nội tâm Kỷ Linh vô cùng thổn thức. Lần này từ biệt không biết tương kiến ra sao. Dù sao Đan Tôn Giả ở dị vũ trụ, mình ở lãnh thổ quốc gia vô tận, mình sẽ còn phải quay về. Ở trong tam diệp cảnh 6 vạn năm, Khí Hỏa Đế Quân cũng bảo tôi tớ tới tìm. Sao, Khí Hỏa Đế Quân muốn gặp ta ư? Kỷ Linh hết sức vui mừng. Đế Quân vừa ra khỏi động thiên đã phân phó ta đi tìm đạo hữu rồi. Thanh Nghi đạo nhân nói. Đạo hữu nhanh đi cùng ta. Đi, hiện tại đi. Kỷ Linh đã sớm không chờ được, hắn ở trong tam diệp cảnh đã qua 6 vạn năm, hắn mong ngày bổn mạng thần binh được luyện thành. Vèo vèo, hai đạo hào quang bay qua giữa không trung và tiến tới chỗ của Khí Hỏa Đế Quân. Động phủ Khí Hỏa Đế Quân nằm ở khu vực biên giới tam diệp cảnh, nơi này có người vãng lai rất lớn,
Dù sao lực hấp dẫn từ pháp bảo của khí hỏa đế quân quá lớn, cho dù mua không nổi, nhìn cũng có thể tăng lên kiến thức. Mày, Thanh Nghi đạo quân trực tiếp mang theo Quỷ Linh đi vào trong động phủ. Lúc này đi vào trong sân, chủ nhân, Bắc Minh đã được đưa đến. Thanh Nghi đạo quân cung kính nói, ngươi đi xuống trước đi. Nào, Bắc Minh, đến đây, đến đây, đến đây ngồi xuống. Khí hỏa đế quân đang ngồi ở đó, hắn tươi cười đắc ý. Mỗi lần hắn luyện chế ra pháp bảo đều đắc ý và rất tự đắc. Hắn vốn yêu thích luyện chế pháp bảo, bởi vì có yêu cầu mãnh liệt, lại được năm tôn giả dẫn dắt mới có thể trở thành luyện khí sư đứng đầu của cả vũ trụ. Kỷ Linh áp chế kích động và ngồi xuống. Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, chỉ sợ tâm tư hoàn toàn đặt lên thần kiếm rồi. Khí hỏa đế quân cười, thôi ta cũng không đùa ngươi nữa, đây, đây là 6 thanh bổn mạng thần binh của ngươi. Nói xong hắn vung tay lên, trên bàn tay xuất hiện một vỏ kiếm ngăm đen. Trong vỏ kiếm ẩn ẩn có 6 thanh thần kiếm nằm đó. Một vỏ, 6 kiếm. Khí hỏa đế quân cười nói, ngươi cũng có thể cõng chúng trên lưng. Bổn mạng thần binh khác với binh khí thường, ta vừa mới luyện chế thành. Thần kiếm không có kiếm đạo bổn nguyên, hoàn toàn trống rỗng, cũng chưa từng có kiếm linh, cho nên 6 thanh bổn mạng thần binh này phải nhờ vào ngươi tự rót kiếm đạo bổn nguyên, cũng ngẩn dưỡng ra kiếm linh. Chúng có thể phát triển tới bước nào là dựa vào ngươi. Kỷ Linh nhìn vào kiếm trước mặt, trong vỏ kiếm có 6 thanh thần kiếm. Kỷ Linh vút ve, ào ào ào. Lúc này 6 thanh kiếm bay ra ngoài. Mỗi một thanh thần kiếm xem như rất bình thường, thân kiếm rất mỏng, mũi kiếm sắc bén. Luyện hóa trước vậy. Khí hỏa đế quân nhìn Kỷ Linh, biết luyện hóa bổn mạng thần binh không? Rót máu tươi vào, hồn phách thần niệm ẩn dưỡng đúng không? Kỷ Linh hỏi. Với tư cách một gã kiếm tu, tuy đạt được bổn mạng thần binh rất khó, nhưng phải biết rõ biện pháp luyện hóa bổn mạng thần binh này. Đúng vậy. Khí hỏa đế quân gật đầu. Hào hào ẩn dưỡng thần kiếm, về phần vỏ kiếm thì không cần. Vỏ kiếm tương đương với pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm mà thôi, không có gì đặc thù cả. Ta tiện tay luyện chế, dường như thích hợp chứa kiếm mà thôi. Kỷ Linh nhìn vỏ kiếm và 6 chuôi thần kiếm. Lúc này ngón tay hắn xuất hiện vết thương, máu tươi lập tức bay ra, được Kỷ Linh dẫn dắt phân thành 6 phần và bao trùm 6 thanh thần kiếm. 6 thanh thần kiếm đều đen kịt, nó như hài đồng bị hấp dẫn, chúng hấp thu máu của Kỷ Linh, máu như tơ thẩm thấu vào trong thân kiếm. Đối với Kỷ Linh mà nói, máu tươi kỳ thực chỉ là thần lực mà thôi, tiêu hao một nửa thần lực mới làm thần kiếm no bụng. Phù. Hồn phách thần niệm của Kỷ Linh bắt đầu thẩm thấu vào 6 thanh thần kiếm, bởi vì thu nạp máu của Kỷ Linh, cần biết máu là thần lực cũng ẩn chứa chút chân linh. Vào lúc này, thần kiếm không ngăn cản Kỷ Linh, trực tiếp để thần niệm của Kỷ Linh dắt vào trong kiếm. Thần niệm không ngừng dắt vào, giống như mẫu thân ôm ấp bao phủ 6 thanh thần kiếm. Dần dần, 6 thanh thần kiếm bắt đầu xuất hiện chút ít biến hóa, giống như bàn cổ thanh nén trước kia. 6 thanh kiếm hấp thu máu của Kỷ Linh, lại hấp thu thần niệm của hắn, cho nên dần dần sinh ra linh tính. Kỳ thật, linh tính giống với tính mạng, nó cũng có trí tuệ, cũng sẽ phát triển, thậm chí có thể giống như đại hùng trong Trích Tinh phủ của Tam Thọ đạo nhân đi ra ngoài du lịch. Oa! Wow! Chúng phát ra âm thanh, chỉ thấy mặt ngoài 6 chuôi thần kiếm có mặt hài đồng xuất hiện. Chỉ vì được hồn phách và chân linh của Kỷ Linh ảnh hưởng, chúng sinh ra có bộ dáng như hài đồng. Rất ngây thơ, thậm chí thời khắc sinh ra còn không hiểu nói chuyện. Tiểu gia hóa. Kỷ Linh nhìn thấy 6 kiếm linh ra đời, bỗng nhiên cảm thấy mình có liên hệ mãnh liệt với chúng. Trải qua luyện hóa pháp bảo thần binh, có một ít liên hệ với nhau cũng là bình thường. Vào lúc này, hắn có cảm giác giống như nhìn thấy con gái Minh Nguyệt lần đầu tiên. Đó là liên hệ từ sâu trong chân linh và hồn phách. Tính mạng liên hệ lẫn nhau cũng là nguyên nhân vì sao lại được gọi là bổn mạng thần binh. Hãy nghe lời. Kỷ Linh tươi cười nhìn 6 tiểu gia hỏa, bọn họ đều là hài đồng. Lúc này tất cả đều chân bóng. Kỷ Linh tươi cười trao đổi thần niệm với chúng. Chúng cuối cùng cũng không phải là phàm tục, học cũng rất nhanh, đạt được Kỷ Linh truyền đạt tin tức, bọn chúng lập tức học được văn tự. Chủ nhân, chủ nhân. À, người chính là chủ nhân của chúng ta ư? 6 tiểu gia hỏa đều hô lên. Kỷ Linh cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại nắm giữ văn tự, trí tuệ tăng lên cần thời gian, chúng hiện tại quá đơn thuần và quá ngây thơ. Từ hôm nay trở đi, dựa theo trình tự của các ngươi, ngươi là lão đại, ngươi là lão nhị, đây là lão tam. Kỷ Linh an bài trình tự lớn bé cho chúng. Rất hay. Khí hỏa đế quân cười lớn. Bác Minh, như thế nào hả? Không tự chủ, được xem chúng như con cháu rồi sao?
Kỳ Linh khẽ giật mình, chỉ là thần kiếm mà thôi, tại sao mình lại phân theo thứ tự trước sau như vậy? Rất nhiều đại năng giả đều xem bổn mạng thần binh là con cái của mình. Khí Hỏa Đế Quân cảm khái nói, cũng rất bình thường thôi, càng về sau chúng phát triển đều dựa vào ngươi tới bồi dưỡng, từng bước một mà bồi dưỡng chúng, ngươi và chúng cảm tình càng ngày càng sâu, cho nên bổn mạng thần binh có một ít nghịch thiên đột phá cấp độ vũ trụ chi bảo. Những vũ trụ chi bảo này vẫn quyến luyến chủ nhân trước của chúng. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhớ vũ trụ chi bảo của chúa tể đã chết đi kia, nó chọn tính cách tương tự chúa tể mà không chọn mình. Từ hôm nay trở đi, sáu bọn chúng theo ngươi cũng sẽ cùng ngươi chinh chiến và mạo hiểm. Khí Hỏa Đế Quân nói, đừng cô phụ bọn chúng. Kỳ Linh nhìn sáu thanh thần kiếm, lần đầu tiên hắn có cảm giác chúng là thân nhân của mình. Sáu thanh bổn mạng thần binh của ta gọi là Bắc Hồng kiếm đi. Kỳ Linh nói, Bắc Hồng, Bắc là lấy từ Bắc Minh là đạo hiệu của mình, Hồng lấy từ chữ Hỏa Hồng Tiên Tử là đạo hiệu của sư tỷ Dư Vi đạo hiệu. Mình ra ngoài truy cầu cực hạn, truy cầu càng mạnh hơn nữa, truy cầu con đường đỉnh phong, trong đó nguyên nhân chủ yếu là phục sinh sư tỷ. Nếu như không có sư tỷ, cho dù mình truy cầu tu hành cũng không liều mạng như vậy. Sau này chính mình sẽ cầm lấy Bắc Hồng kiếm chém phá tất cả chông gai trên con đường đi tìm đại đạo. Ồ, Bắc Hồng kiếm sao? Ta là Bắc Hồng lão đại. Tên cũng không tệ à. Còn ta là Bắc Hồng lão tam. Ta là Bắc Hồng lão tứ. Cả đám đều nhao nhao, cuối cùng tới Bắc Hồng lão lục lắc đầu hừ lạnh, khinh thường hòa cùng. Kỳ Linh thế thế nháy mắt vài cái, lúc này tâm ý hơi động, lập tức sáu chuôi thần kiếm bộc phát kiếm ý. Kỳ Linh ngộ ra năm đầu mạnh nhất chi đạo và bắt đầu kết hợp lại. Năm đầu kiếm ý thay đổi liên tục lẫn nhau, chiếm giữ trong sáu chuôi thần kiếm và hình thành kiếm đạo bổn nguyên. Sáu xanh thần kiếm phóng thích khí tức nghiền áp tứ phương, đám tiểu gia hỏa này mừng đến phát điên. Thu! Kỳ Linh tâm ý khẽ động, thu chúng vào trong vỏ. Xoạt xoạt xoạt, sáu chuôi kiếm bay vào trong vỏ kiếm. Tài liệu của chúng không thua gì Vĩnh Hằng thần binh cực phẩm đâu. Khí Hỏa Đế Quân nhắc nhở, nếu chúng trưởng thành tốt, có thể đột phá vũ trụ chi bảo. Tuy nói rất khó có bổn mạng thần binh trở thành vũ trụ chi bảo, chỉ cần có thể phát triển thì chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên chúng sẽ cần nuốt các loại chân tài, đến lúc đó những thứ này cần ngươi cung cấp cho. Ta đã hiểu rồi. Kỳ Linh gật đầu cười nói, nuôi chúng là việc nên làm. À đúng, nuôi chúng, phải nuôi chúng chứ. Khí Hỏa Đế Quân cũng cười, Đế Quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Bắc Minh xin cáo từ. Kỳ Linh cảm kích nói, Khí Hỏa Đế Quân gật đầu. Cùng ngày hôm đó, Kỳ Linh được Dư Hồng Đạo Quân dẫn đường rời khỏi Tam Diệp Cảnh. Đây là tinh đồ khu vực chúng ta. Tam Diệp Cảnh sở hữu ba thông đạo thời không, phân biệt đi thông qua ba khu vực của vũ trụ. Dư Hồng Đạo Quân giới thiệu, Kỳ Linh chọn nơi gần nơi mình đi. Lúc chủ nhân kiến tạo thông đạo thời không, phiến vũ trụ này cũng chỉ có nàng mới có thể kiến tạo loại thông đạo vượt qua một nửa vũ trụ được. Dư Hồng Đạo Quân chỉ vào phía trước, nơi đó có vòng xoáy thật lớn. Kỳ Linh quay đầu nhìn phương xa, sau đó hắn bước vào trong thông đạo. Vào lúc này, Đan Tôn Giả đứng ở cửa ra vào động phủ. Ngoài cửa động phủ quạnh quẽ, Đan Tôn Giả mặc áo đen đứng đó. Nàng có thể nhìn thấy bóng lưng thân ảnh thiếu niên áo trắng cõng kiếm rời đi, đưa mắt nhìn thiếu niên áo trắng tiến vào trong thông đạo thời không, rời khỏi Tam Điệp Cảnh. Oanh! Bên trong thông đạo vũ trụ, một đạo kiếm quang đang lao đi thật nhanh. Kỳ Linh thi triển tích huyết độn thuật nên phi hành tốc độ cực nhanh. Thông đạo vũ trụ quá dài, lúc trước Kỳ Linh và đám người phong nhất từ Mang Nhai Quốc tiến vào dị vũ trụ phải phi hành suốt 3 năm. Chẳng qua hiện tại tốc độ phi hành của Kỳ Linh tăng lớn nên đi lại rất nhanh. Đến! Kỳ Linh nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, sắc mặt hắn vui mừng và chờ mong không nhỏ. Trong tích tắc hắn lao ra ngoài, Kỳ Linh lập tức cảm ứng được Tô Vô Cơ, cảm ứng được phân thân bản tôn của mình, cũng cảm ứng được nguyên thần thứ hai vẫn đang bảo hộ tam giới. Trở lại rồi. Kỳ Linh cười, rốt cuộc đã trở về nhà. Lãnh thổ quốc gia vô tận, đại mạc vực, còn có một số các ngôi sao hỗn độn. Vù! Một đạo thân ảnh xuất hiện trên mặt đất của ngôi sao, người này chính là Kỳ Linh áo trắng. Lần đi dị vũ trụ này có thu hoạch rất lớn, hiện tại đã có năm đầu đạo mạnh nhất rồi kết hợp hoàn mỹ với nhau. Tuy nói ta cảm ứng được không phải là kiếm đạo trung cực, nhưng ta tin mình sẽ đột phá rất nhanh. Kỳ Linh vẫn cảm giác kỳ thực chính mình cách trung cực cũng rất gần. Ở tại Tam Diệp Cảnh hơn 6 vạn năm qua,
Kỳ Linh có cảm giác này càng ngày càng mạnh. Hắn nhìn như không có tiến bộ gì, nhưng trên thực tế hắn đang chậm rãi tích lũy trên con đường kiếm đạo, đạt tới trình độ có thể bộc phát. Muốn thành đạo quân phải hợp nhất phân thân. Phân thân này của ta phải xuất phát đi Thiên Thương Cung. Kỳ Linh tươi cười, sau đó thân ảnh lập tức xé rách không gian, tạo thành lối đi. Kiếm ý của Kỳ Linh hoàn toàn có thể mở thông đạo không gian, tiến vào duy độ khác, dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian. Bản tôn và phân thân sẽ cùng tụ hợp trong Thiên Thương Cung. Mang Nhai Quốc thập nhị cung bên trong kiếm cung. Trong kiếm cung có sơn mạch liên miên phập phồng không ngớt. Tại một đỉnh núi có động phủ của Kỳ Linh. Bởi vì Kỳ Linh chưa từng quay về nên động phủ đóng chặt. Bên cạnh động phủ có tòa nhà gỗ. Hỏa Tiên Tử Tô Vô Cơ đang tạm thời nghỉ lại trong tòa nhà gỗ này. Sau khi từ dị vũ trụ trở về, Tô Vô Cơ đã ở nơi này chờ đợi Kỳ Linh. Chủ nhân! Tô Vô Cơ đang ngồi khoanh chân, bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt mang theo thần thái kích động. Nàng đã cảm ứng được Kỳ Linh trở lại. Lơ lửng trên ngọn núi, tại thông đạo không gian, Kỳ Linh chậm rãi đi ra khỏi thông đạo không gian. Lúc này có một lão giả râu bạc xuất hiện bên cạnh hắn. Chúa tể! Kỳ Linh trở lại lãnh thổ quốc gia vô tận, cho nên tâm tình rất tốt. Đột nhiên nhìn thấy chúa tể xuất hiện, liền sợ hãi nhảy dựng lên. Hắn cúi người thi lễ. Trở lại rồi ư? Lão giả râu bạc tươi cười nói. Về là tốt rồi, lần này đi dị vũ trụ chỉ còn lại một mình ngươi là chưa về thôi. Kỳ Linh sững sờ, thì ra đám người Khánh Hoàn Phong Nhất đã quay trở về. Trước tiên giao cổ vực lệnh cho ta. Lão giả râu bạc nói. Vâng. Kỳ Linh liền giao cổ vực lệnh ra. Cổ vực lệnh này hắn không dùng làm gì nữa. Tương lai chúa tể vĩ đại còn phái các thế giới cảnh khác đi vào trong dị vũ trụ. Người lần này trải qua tất cả tại dị vũ trụ, đám người Khánh Hoàn Phong Nhất đã nói với ta, người từng ra tay cứu bọn họ một mạng cũng là công lao không nhỏ. Ta nói rồi, các ngươi làm càng nhiều thì ta sẽ càng cảm tạ các ngươi. Lão giả râu bạc mỉm cười nói. Hơn nữa nghe nói ngươi còn tiến vào nội vực khởi nguyên chi địa. Chỉ là vận khí tốt thôi. Kỳ Linh nói. Không tính vận khí, Phong Nhất, ngươi, Khánh Hoàn đều tiến vào nội vực. Chỉ sợ thành tựu của các ngươi không thua gì Đông Tu và Bối Tháp La Ách đâu. Lão giả râu bạc nói. Kỳ Linh âm thầm kinh ngạc, Khánh Hoàn cũng tiến vào nội vực ư? Đây là thời không bàn do chính ta luyện chế. Trong tay lão giả râu bạc xuất hiện một cái mâm tròn với các màu sắc pha tạp. Bằng vào thời không bàn này, ngươi có thể xuyên qua thời không chạy trốn. Bên trong thời không bàn còn có uy năng do ta gia trì vào. Tuy chỉ có thể thi triển một lần, sau khi thi triển uy năng tiêu hao không còn, sẽ không thể thi triển lại nữa. Nói xong, mâm tròn bay tới trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh vô cùng kích động. Chúa tể vĩ đại đã từng nói trước khi đi dị vũ trụ đến giúp thiên hỏa mang nhai sẽ có cảm tạ, không nghĩ tới đúng là vẽ lễ vật thật lớn. Dùng thủ đoạn thời không của ta, chỉ cần mượn nhờ thời không bàn chạy trốn khỏi chết, chỉ sợ không có kẻ nào có thể đuổi theo ngươi được. Chúa tể vĩ đại có tự tin tuyệt đối. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Đại năng giả có vô số thủ đoạn khó lường, thậm chí có tồn tại đáng sợ sẽ ra tay trước khi ngươi kịp sử dụng thời không bàn này. Cho nên có thời không bàn cũng phải cẩn thận. Vâng. Kỳ Linh cung kính nói. Đồ đệ Phù Bác Đạo Quân được sủng ái như vậy, khẳng định cũng có bảo vật hộ thân. Thế nhưng chẳng phải cũng vẫn phải chết trong tay của Tam Tàm Đế Quân hay sao? Chúa tể, ta muốn rời khỏi Mang Nhai Quốc này, không biết... Kỳ Linh liền mở miệng. Dựa theo quy củ của Mang Nhai Quốc, thành đạo quân mới cho phép rời đi. Có thể người trực tiếp đi tìm kiếm cung Mộc Hoa là được. Lão giả sâu bạc nói. Sông sáo bên ngoài chính ngươi phải cẩn thận. Thời điểm nhỏ yếu này là lúc rất dễ chết. Đi đi. Vâng. Kỳ Linh cung kính bái biệt. Hắn lập tức cưỡi thời không truyền tống trận đến hoàng cung, về sau lại từ hoàng cung quay về kiếm cung. Đưa mắt nhìn Kỳ Linh rời đi, lão giả râu bạc gật đầu nói. Mấy tiểu gia hỏa thu hoạch cũng không nhỏ. Bắc Minh càng có biến hóa thoát thai hoán cốt, ta cũng chỉ có thể cảm ứng vận mệnh của hắn rất mơ hồ. Mang Nhai Quốc thi hành chính sách tinh anh, đạo quân của Mang Nhai Quốc phổ biến mạnh hơn đạo Minh, thế nhưng số lượng thưa thớt hơn nhiều. Như Kỳ Linh, Khánh Hoàn, Bối Tháp Lai Ách chính là tinh anh trong tinh anh, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mang Nhai Quốc tự nhiên sẽ cẩn thận bảo hộ. Tống xuất thời không bàn, cái gọi là thâm tạ chỉ là lấy cớ. Không có cái cớ này, chúa tể vĩ đại cũng có thể tìm cớ khác tặng bảo vật cứu mạng cho mấy tiểu gia hỏa. Kỳ Linh đứng trước cửa chính của kiếm cung,
Hắn nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế áo màu đỏ đứng trước cửa chờ đợi. Vưu Cơ. Kỳ Linh cười. Chủ nhân. Tô Vưu Cơ chảy nước mắt. Kỳ thật thu hoạch của nàng khi ở khởi nguyên chi địa rất lớn, thực lực lại tiến thêm một bước dài, đã có thể tùy thời thành đạo quân. Nhưng bởi vì lo lắng cho Kỳ Linh trở lại kiếm cung, cho nên nàng không có an tâm, cho nên vẫn không có đột phá. Hiện tại cũng gặp được Kỳ Linh. Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, chủ nhân ngươi không dễ dàng chết đâu. Kỳ Linh cười nói, ta đã biết chủ nhân vẫn còn sống mà, mấy tên hôn đàn hỏa tấn còn nói chủ nhân của ta. Tô Vũ Cơ tươi cười sáng lạn, ánh mắt Kỳ Linh nhìn vào sau lưng của Tô Vũ Cơ. À, xem ra ta quấy rầy hai người các ngươi rồi. Sau lưng Tô Vũ Cơ có một thân ảnh đi tới. Mộc Hoa sư huynh. Kỳ Linh liền hô lên, người đến chính là Mộc Hoa công chủ. Mộc Hoa công chủ vui vẻ nhìn Kỳ Linh. Ta mới từ chúa tế biết ngươi đã trở lại. Trước kia phong nhất Khánh Hoàn đã trở về, ngươi không có trở về, ngươi làm ta sợ hãi nhảy dựng lên đấy. Trước kia Kỳ Linh không có trở lại, Mộc Hoa thực sự rất lo lắng. Không trở lại sao? Kỳ Linh cười nói, lần này đi thu hoạch cũng không nhỏ. Mộc Hoa công chủ nói, không kém. Kỳ Linh cười, luận bảo vật, vị chúa tể chết đi kia cho hai đạo phù, áo giáp, còn có hỗn độn linh dịch. Nhưng đối với mình, bảo vật chân quý nhất chính là khí hỏa đế quân, tân tân khổ khổ luyện chế thành 6 thanh bổn mạng thần binh. Tuy bất kể là bổn mạng thần binh hay là pháp bảo, một khi có chủ nhân, uy năng hoàn toàn thu liễm, ngoại nhân căn bản không có cách nào phân biệt cao thấp được. Ngay cả chúa tể vĩ đại cũng không phát hiện áo giáp và 6 thanh kiếm của Kỳ Linh bất phàm cỡ nào. Có thu hoạch là tốt rồi, chuẩn bị lúc nào thành đạo quân đây? Mộc Hoa công chủ nói, sắp tới ta chuẩn bị một chút. Kỳ Linh nói, à đúng rồi sư huynh, ta chuẩn bị rời khỏi Mang Nghe Quốc ra ngoài một chuyến. Đi ư? Mộc Hoa công chủ gật đầu nói, nếu ngươi phải rời khỏi Mang Nghe Quốc này, như vậy đi theo ta, đi điểm Tâm Đăng. Kỳ Linh gật đầu, Tâm Đăng, dùng chân linh điểm thì Tâm Đăng có thể cảm ứng sinh tử của chủ nhân. Chủ nhân vừa chết, Tâm Đăng sẽ tắt. Đương nhiên, nếu tiến vào dị vũ trụ hoặc tiến vào di tích tuyệt địa nào đó, cũng có thể làm Tâm Đăng không cảm ứng được. Tuy Tâm Đăng, chân linh tháp được xem là thứ cảm ứng tốt nhất, gần như bản tôn và phân thân cảm ứng lẫn nhau vậy. Nếu như tiện tay có thể luyện chế mạnh giản, tín phục các loại, phạm vi cảm ứng sẽ tăng lên nhiều. Kỳ Linh mang theo Tô Vô Cơ, theo sau Mộc Hoa công chủ đi vào trong kiếm cung. Trong kiếm cung có không ít người tu hành, đương nhiên phần lớn đều là các đạo quân giáp đen. Ồ, Bắc Minh kiếm quân đã trở lại. Đúng vậy, đúng là Bắc Minh kiếm quân rồi. Ồ, bên cạnh hắn là Hỏa Thiên Tử Tô Vô Cơ. Hắn vừa biến mất cũng gần 8 vạn năm rồi, trở lại mà được Mộc Hoa công chủ tự mình nghênh đón. 8 vạn năm trước, tất cả yêu nghiệt thế giới cánh trong Mang Nhai Quốc thập nhị cung đạt được cổ tháp thừa nhận, đều từ các nơi quay về. Tất cả đều cho rằng bọn họ trở về đột phá đạo quân. Về sau Bắc Minh kiếm quân, Khánh Hoàn hoàng tử, Phong Nhất tâm quân, Hỏa Tấn thủy quân đột nhiên lại biến mất đi. Không phải rất nhiều người nói bọn họ đạt được đại kỳ ngộ hay sao? Khánh Hoàn hoàng tử, Phong Nhất tâm quân, Hỏa Tấn thủy quân vài vạn năm trước đã quay về. Lúc ấy Hỏa Thiên Tử Tô Vưu Cơ cũng trở lại. Ta còn tưởng rằng Bắc Minh kiếm quân đã chết rồi cơ đấy. Những đạo quân sắc đen tán gẫu với nhau, lúc Kỳ Linh tới gần còn hạ tư thái rất thấp, cúi đầu chào Kỳ Linh. Bái kiến Bắc Minh kiếm quân. Các đạo quân sắc đen đều dựa vào Thâu Thiên sinh tử đan mới được đột phá, nhất định vĩnh viễn dừng bước tại đạo quân nhất bộ. Bọn họ không có tâm tư đặt vào tu luyện, ngược lại vô cùng hiếu kỳ các loại tin tức. Năm đó chúa tể vĩ đại sàng chọn ra đám người Kỳ Linh, hắn đã có thể đoán ra một ít. Kỳ thực chúa tể vĩ đại cũng không quá quan tâm, chỉ cần che giấu không tiết lộ dị vũ trụ ra ngoài là được. Tiến vào đi. Mộc Hoa công chủ mang theo Kỳ Linh đi vào tòa tháp cổ xưa. Tô Vô Cơ, ngươi ở bên ngoài. Vâng. Tô Vô Cơ ngoan ngoãn đứng bên ngoài cửa tháp, Kỳ Linh liền đi vào bên trong. Tòa nhà hình tháp nội phi thường phong cách cổ xưa, tại ở chỗ sâu bên trong bệ đá, một tầng tầng bày đặt rất nhiều chén nhỏ tâm đèn. Tâm đèn coi như là hoa sen, chính giữa có chân linh hỏa diễm, chủ nhân bất tử, vĩnh cửu bất diệt. Bệ đá phân 5 tầng, tầng thứ nhất có rất nhiều tâm đăng, vượt qua 2000. Tâm đăng tầng thứ hai rất ít ỏi, chỉ có 16 chén nhỏ. Tâm đăng tầng thứ ba có 82, tầng thứ tư có 35, tầng thứ năm có 28. Bệ đá phân 5 tầng, tầng thứ nhất chính là đạo quân nhất bộ,
tầng thứ hai là đạo quân nhị bộ. Dùng thế mà suy ra, tầng thứ năm là vĩnh hằng đế quân. Mộc Hoa công chủ nhìn hai ngọn tâm đăng trên tầng thứ năm, thổn thức nói: Kiếm cung chúng ta cho tới bây giờ chỉ sinh ra ba vị đế quân, một vị đã chết đi, hai người ra ngoài phiêu bạt. Kỳ Linh gật đầu. Đạo quân chính thức của kiếm cung có hơn 100 người, về phần tâm đăng tầng thứ nhất chính là các đạo quân giáp đen. Sư huynh à, đạo quân tứ bộ của kiếm cung chúng ta có 35 bộ ư? Kỳ Linh liền hỏi. Đạo quân tứ bộ xem như biên giới hợp đạo, tuyệt đối xem như là đại năng. Như Khải Trường đạo quân cũng đã mất tích không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên rồi, người nói hắn còn sống hay chết đây? Mộc Hoa công chủ nhìn Kỳ Linh hỏi. Bởi vì không cảm ứng được nên tâm đăng không diệt, sinh tử còn khó nói. Kỳ Linh gật đầu. Ví dụ như chết ở dị vũ trụ, căn bản không cách nào cảm ứng được. Đạo quân tứ bộ có thể xác định còn sống có 22 vị. Mộc Hoa công chủ nói. Mặt khác đều không xác định được sinh tử, đạo quân tứ bộ đều đi tìm kiếm cơ duyên hợp đạo, tất cả vì hợp đạo, không để ý đến tính mệnh, liền đi vào một ít tuyệt địa chân chính, nhưng có người đi liền không trở lại. Kỳ Linh cũng cảm thán, thiên nhất đạo quân vì hợp đạo không tiếc đi dịch lãng giới mạo hiểm. Được rồi, tới đây đốt một chiếc tâm đăng đi. Mộc Hoa công chủ nói. Dựa theo quy củ bình thường đều là thành đạo quân mới rời đi, tuy ngươi bây giờ là thế giới cảnh nhưng lại tùy thời có thể thành đạo quân, cũng không bắt buộc, tâm đăng của ngươi tạm thời ở tầng thứ nhất đi. Tâm đăng giống như đóa hoa sen màu đen phiêu phủ trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh chỉ ngón tay, một đạo hồn phách xuất vào trong tâm đăng, hoa sen xùy một tiếng, sau đó sinh ra một đám hỏa diễm. Kỳ Linh có thể cảm ứng được chân linh hỏa diễm của mình có cảm ứng rất mạnh, giống như cảm ứng với phân thân vậy. Kỳ Linh sử dụng tâm ý bao phủ tâm đăng bay tới tầng thứ nhất. Thành đạo quân vừa mới bắt đầu tu hành sẽ rất nhanh, có lẽ ngươi không quá lâu liền đột phá thành đạo quân nhị bộ. Bước vào đạo quân tam bộ hơi chút chậm một chút, bước vào đạo quân tứ bộ lại khó khăn. Mộc Hoa công chủ biểu lộ phức tạp nói khẽ. Còn về phần hợp đạo phải xem vận khí rồi. Bao nhiêu đạo quân nghịch thiên đã chết đi, thành đế quân ít càng thêm ít. Cho dù hợp đạo thất bại cũng không có gì cả, có thể tung hoành tiêu dao 108,000 hỗn độn kỷ nguyên coi như là cũng đầy đủ. Mộc Hoa công chủ cười nói. Nghẹn nghẹn khuất khuất đi từ nhỏ yếu tới bây giờ, cho dù may mắn thành đế quân nhưng lại bị đạo quân nghịch thiên chém giết, cho dù sống lâu cũng là kẻ đáng thương thôi. Kỳ Linh nhìn trên người Mộc Hoa công chủ đang chán trường sinh ra kiếm ý đáng sợ, lúc này âm thầm gật đầu. Người tu hành nhìn như tuổi thọ vô tận, suốt thiên tiên có thể xưng là thiên địa đồng thọ, thế nhưng trên thực tế vẫn có cực hạn. Ngay cả một thế giới hỗn độn bình thường, một hỗn độn kỷ nguyên sẽ phá diệt và sinh ra lần nữa, mà thế giới cảnh, kể cả đạo quân, bọn họ sống dài nhất 108,000 hỗn độn kỷ nguyên. Không hợp đạo, đại nạn vừa đến cũng sẽ chết. Cho nên một gã đạo quân sống dài nhất chính là 108,000 hỗn độn kỷ nguyên. Trong lịch sử kiếm cung có hơn 80,000 tên đạo quân cường đại, hôm nay cũng chỉ còn hơn 100 tên. Hợp đạo thành công mới có thể xưng là vĩnh hằng, trong đó người cường đại nhất như các chúa tể. Thời gian trôi qua nhưng bọn họ vẫn đứng ở đỉnh phong. Chúa tể vĩ đại mang nhai quốc sống còn dài hơn cả lịch sử thập nhị cung. Sau khi đốt tâm đăng liền ra khỏi tòa tháp. Bên ngoài tòa tháp trừ Tô Vô Cơ ra còn có dị tộc áo xanh, hắn có mái tóc giống như mấy trăm cái xúc tu, hai mắt màu vàng. Bái kiến chủ nhân. Dị tộc áo xanh nhìn thấy Kỳ Linh đi ra, hắn quỳ xuống cung kính nói. Ngươi là... Kỳ Linh nghi hoặc. Đây là tôi tớ của ngươi. Mộc Hoa công chủ nói. Là tôi tớ mang nhai quốc chuẩn bị cho ngươi. Mang nhai quốc tặng một tên tôi tớ cho ta ư? Tôi tớ thế giới cảnh ư? Kỳ Linh nghi hoặc. Một gã tôi tớ thế giới cảnh có thể dùng làm gì đây? Mộc Hoa công chủ nói. Đừng xem nhẹ hắn, hắn phi thường trọng yếu với người đấy. Trong thập nhị cung đạo quân chính thức mới tìm được một tên tôi tớ, nhưng những đạo quân giáp đen không có chiếm được. Mỗi người trong số bọn họ là mang nhai quốc bồi dưỡng ra, có được phân thân chi thuật, hơn nữa hồn phách đều cực kỳ cường đại. Hắn đi theo ngươi cũng là một phân thân mà thôi, phân thân của hắn còn ở trong mang nhai quốc này. Sư huynh, ý của ngươi là... Kỳ Linh hơi hiểu ra. Đúng, hắn dùng để truyền tin tức. Mộc Hoa công chủ nhìn Kỳ Linh nói. Ví dụ như ngươi gặp được đại phiền toái muốn cầu cứu, ngươi có thể nói cho hắn biết phần thân hắn ở tại mang nhai quốc sẽ thượng bẩm.
Mang Nhai Quốc sẽ lập tức truyền tin tức tới các nơi trọng yếu trong Mang Nhai Quốc này, tới tất cả đạo quân, đế quân gần nhất ngươi. Những người ở gần nơi của ngươi sẽ đi tới cầu cứu ngươi. Mộc Hoa Công Chủ cười nói, đôi mắt Kỳ Linh lóe sáng, quá lợi hại, mượn nhờ phân thân chi thuật có thể liên hệ mật thiết với Mang Nhai Quốc và các đạo quân, thậm chí là đế quân. Vô tận cương vực quá lớn, phân thân thế giới cảnh hơn 1000 cương vực là khó có thể cảm ứng được, cho nên Mang Nhai Quốc an bài những thế giới cảnh này để có hồn phách rất mạnh. Mộc Hoa Công Chủ nói, Kỳ Linh gật đầu, hắn hiểu, phân thân cảm ứng lẫn nhau, khoảng cách là có cực hạn. Như tổ thần tổ tiên phân thân, chỉ sợ khoảng cách 10 cương vực là không thể cảm ứng lẫn nhau được nữa. Như thế giới cảnh phân thân, khoảng cách vượt qua hơn 1000 cương vực là không cảm ứng được nữa. Cảm ứng này là cảm ứng từ hồn phách, cho nên hồn phách càng mạnh, cảm ứng khoảng cách càng xa. Như hồn phách của Kỳ Linh tuy là thế giới cảnh, nhưng có hồn phách so với đạo quân. Mà Mang Nghe Quốc bồi dưỡng những thế giới cảnh này có phân thân, hồn phách đạt được ẩn dưỡng nên mạnh hơn thế giới cảnh rất nhiều, phạm vi cảm ứng cũng càng lớn. Thế giới cảnh có được phân thân chỉ là số ít thôi. Kỳ Linh cảm khái nói, hồn phách mạnh thì lại càng ít. Mang Nhai Quốc chúng ta có ít đạo quân cho nên có thể làm như vậy. Mộc Hoa Công Chủ nói, như đạo minh sẽ không làm thế, bọn họ cũng có biện pháp của mình, đương nhiên tin tức chuyển đi chậm hơn chúng ta rất nhiều. Kỳ Linh gật đầu, Mang Nhai Quốc truyền đạt tin tức vô cùng kinh người. Sông sáo ở bên ngoài, Mang Nhai Quốc chính là hậu thuẫn lớn nhất của ngươi. Mộc Hoa Công Chủ cười nhìn Kỳ Linh, hơn nữa tất cả đạo quân của Mang Nhai Quốc từ ngày đầu tiên gia nhập đã lập lời thề bổn mạng, cấm tự giết lẫn nhau. Kỳ Linh cười, đạt được lệnh bài kiếm cung cũng đã lập lời thề bổn mạng, tất cả thập nhị cung đều khó tự giết lẫn nhau. Sông sáo bên ngoài, đại năng Mang Nhai Quốc đều rất đoàn kết. Nếu như ngươi gặp được đạo quân khác của Mang Nhai Quốc gặp nguy hiểm, ngươi nên giúp một tay. Mộc Hoa Công Chủ nhìn Kỳ Linh nói, ta đã hiểu. Kỳ Linh gật đầu, đây là tinh đồ mà Mang Nhai Quốc thăm dò ra. Mộc Hoa Công Chủ giao một tinh đồ màu vàng cho Kỳ Linh. Sau khi Kỳ Linh nhận lấy, mở ra xem xét, liền khiếp sợ biến sắc. Rất giật mình phải không? Vô tận cương vực quá lớn, cũng có rất nhiều nơi nguy hiểm cũng cực lớn, lớn đến không cách nào dò xét ra được. Mộc Hoa Công Chủ cảm thán nói. Kỳ Linh khiếp sợ nhìn xem tinh đồ. Trời ạ, chỉ sợ nó còn lớn hơn cả tinh đồ dị vũ trụ nữa. Tinh đồ vô tận cương vực, luận người tu hành chiếm giữ từng tòa cương vực còn lớn hơn dị vũ trụ 6-7 thành, nhưng trong đó có rất nhiều tuyệt địa. Ví dụ như trên tinh đồ có ghi là Ngô Tinh Hải tuyệt địa, bị liệt vào đệ nhất tuyệt địa của vô tận cương vực. Chỉ cần phạm vi thám hiểm biết được đã lớn hơn cả vô tận cương vực, mức độ nguy hiểm lại cực cao. Đạo quân đi vào còn sống, đi ra vạn người không có một, đều là một ít đạo quân nghịch thiên mà thôi. Thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quân đi vào cũng chết ở trong đó. Một Ngô Tinh Hải, luận phạm vi rộng lớn đã có thể so sánh với dị vũ trụ. Đây là đệ nhất tuyệt địa của vô tận cương vực. Trong vô tận cương vực còn có các tuyệt địa khác nữa rất đáng sợ, đi vào sẽ không có hy vọng đi ra. Tính cả một ít tuyệt địa, khu vực nguy hiểm, vô tận cương vực còn lớn hơn dị vũ trụ quá nhiều. Kỳ Linh vô cùng rung động, hắn cẩn thận đọc lại đại lượng tin tức giới thiệu cương vực trên tinh đồ. Đây là... Đồng tử Kỳ Linh co rụt lại. Trên tinh đồ có giới thiệu 6 thế lực lớn của vô tận cương vực. Đạo minh tụ tập tất cả người tu hành, đây là thế lực lớn nhất. Luận số lượng đạo quân, đế quân thì đạo minh là nhiều nhất, bởi vì trong đạo minh có rất nhiều phân tranh, cương vực quá mức rộng lớn, cho nên đạo minh ôm sách lược vô vi mà trị. Mang Nhai Quốc chúa tể vĩ đại sáng tạo thế lực. Chúa tể vĩ đại chính là một trong 3 chúa tể đứng đầu vô tận cương vực. Vĩnh Hằng Nhất Tộc dùng người tu hành làm thức ăn, cực kỳ đoàn kết, sau khi thức tỉnh thực lực rất mạnh. Sinh mệnh đặc thù nhất tộc, chúng là tính mạng thiên kỳ bách quái do hỗn độn thai nghén mà ra. Từ khi Phong Vũ chúa tể ra đời, hắn sáng tạo Phong Vũ quốc độ, nơi đó cũng thành thánh địa của các sinh mệnh đặc thù. Vô số sinh mệnh đặc thù tụ tập ở nơi đó. Cổ tu nhất tộc, cổ tu là một đám tồn tại thần bí nhất trong vô tận cương vực. Số lượng bọn họ rất thưa thớt nhưng vô cùng cường đại, tu luyện thần thông bí thuật cường đại nghịch thiên. Cổ tu nhất tộc do Minh Lăng chúa tể thống lĩnh. Hắc ám quốc độ, đây là cương vực của người tu hành từ bên ngoài chuyển tới, chiếm giữ tại biên giới các thế lực. Ngược lại còn phức tạp hơn cả dị vũ trụ nữa. Kỳ Linh nói thầm. Sư đệ à. Mộc Hoa Công Chủ tươi cười nhìn Kỳ Linh. Rất kinh ngạc phải không?
lần thứ nhất biết rõ vô tận cương vực chúng ta còn có tuyệt địa đáng sợ như vậy, cũng là lần đầu tiên biết rõ thậm chí có đến 6 thế lực lớn. Kỳ Linh nói, thế giới cảnh căn bản không cần phải biết rõ, dù sao cương vực quá lớn, đường xá lại tràn ngập nguy hiểm, thế giới cảnh căn bản chạy không được xa. Mộc Hoa Cung Chủ nói, mà ngươi thì lại khác, sau khi thành đạo quân cần phải biết rõ những tin tức này. Kỳ Linh gật đầu, tuyệt địa sao? Đặc biệt là đệ nhất tuyệt địa Ngu Tinh Hải, nó lớn vô biên vô tận, ngay cả chúa tể vĩ đại cũng không thể tìm thấy điểm cuối của nó được. Mộc Hoa Cung Chủ nói, kỳ thật ngươi cần nhớ kỹ nhất chính là 6 thế lực lớn kia. Mang Nhai Quốc chúng ta siêu nhiên, quan hệ không kém với đạo minh, Vĩnh Hằng Nhất Tộc, sinh mệnh đặc thù, nhưng lại là địch nhân với Hắc Ám Quốc Độ. Dù sao bọn chúng là người từ bên ngoài, hãy nhớ kỹ, chúng ta tuyệt đối là từ địch với Cổ Tu Nhất Tộc. Sao là từ địch ư? Kỳ Linh khẽ giật mình. Đúng vậy. Mộc Hoa Công Chủ trịnh trọng gật đầu. Cho nên phải cẩn thận Cổ Tu. Đừng nhìn thế lực khác, người cũng cần cẩn thận. Ví dụ như đạo minh, bởi vì đạo minh quá khổng lồ, cho nên có không ít người chém giết phân tranh. Cho nên đột nhiên có chút kẻ to gan ra tay với ngươi là cũng là chuyện rất bình thường. Vĩnh Hằng Nhất Tộc cũng là như thế. Ngươi dù sao cũng là người tu hành. Vĩnh Hằng Nhất Tộc thích ăn nhất chính là sinh tử đạo quân. Tốt, nên biết ngươi cũng đã biết rồi. Mộc Hoa Công Chủ nhìn Kỳ Linh nói, tóm lại một đường phải cẩn thận. Được. Kỳ Linh trịnh trọng gật đầu. Kỳ Linh thu tôi tớ, về sau mang theo Tô Vô Cơ rời khỏi kiếm cung. Mang Nhạy Quốc giống Tam Diệp Cảnh cũng có 3 thông đạo thời không. 3 thông đạo thời không này phân biệt đi thông qua 3 khu vực trong vô tận cương vực, cũng giúp người trong Mang Nhạy Quốc chúng ta không cần hao phí thời gian quá dài để đi đường. Tại thông đạo thời không có một tên đạo quân sắc đen giải thích. Kỳ Linh mang theo Tô Vô Cơ cất bước đi vào trong thông đạo. Trong nội tâm của hắn đang nói thầm, xem ra Đan Tôn Giả và chúa tể vĩ đại có thành tựu thời không tiếp cận với nhau. Đại Mạc Vực và Thiên Thương Vực nhìn như khoảng cách rất xa vời, thế nhưng nếu như nhìn trên tinh đồ vô tận cương vực thì chúng cùng nằm trong một góc. Dù sao từ Đại Mạc Vực đến Thiên Thương Vực, dùng thực lực của phân thân Kỳ Linh chỉ tốn thời gian vài trăm năm mà thôi. Ta đoán chừng chỉ cần 300 năm là tới rồi. Bản tôn Kỳ Linh đi nhanh một bước, xuyên thấu qua thông đạo thời không, đi trước một đoạn. Vèo. Một chiếc tàu cao tốc xuyên thẳng qua hư không. Kỳ Linh, Tô Vô Cơ, Đan Bảo Thế Giới Thần đang ở trong tàu cao tốc. Chủ nhân, Thiên Thương Cung là ở nơi nào vậy? Đan Bảo Thế Giới Thần hiếu kỳ hỏi. Là nơi ta phải đi, tính toán chân chính thì ta là người của Thiên Thương Cung. Kỳ Linh cười nói, đúng vậy, nhất định phải đi, đi tới đó mới hoàn thành lời thề bổn mạng, chính mình mới có thể tiến vào tam giới. Lâu như vậy mình vẫn dùng nguyên thần thứ hai che chở tam giới, chỉ có thể sinh hoạt trong vũ trụ hỗn độn mà không dám tới gần. Vưu Cơ, Đan Bảo, hai người các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ, cũng nên trở thành đạo quân đi. Kỳ Linh nói. Tô Vô Cơ gật đầu. Thời điểm chưa đi khởi nguyên chi địa, ta đã được Phi Tiên Thánh Quân truyền thừa, cũng đạt được thế giới cảnh đỉnh phong rồi. Tại khởi nguyên chi địa ta cũng có một chút gặp gỡ, không sử dụng bất cứ pháp bảo gì cũng có thể siêu việt tồn tại thế giới đỉnh phong rồi. Kỳ Linh gật đầu. Mượn nhờ Vĩnh Hằng Thần Binh không coi vào đâu cả, nếu như không có pháp bảo phụ trợ đều có thể vượt qua thực lực đỉnh phong, mới có thể tùy thời trở thành đạo quân được. Đa tạ chủ nhân ban cho cổ vực lệnh, nếu không ta chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá được. Tô Vô Cơ cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới mình cũng có thể trở thành đạo quân. Ta cũng phải cảm tạ chủ nhân, nếu không là chủ nhân, luyện đan chi đạo của ta không biết tới lúc nào mới có thể tiến thêm một bước đây. Đan Bảo cũng hưng phấn nói. Hỏa Thiên Tử, ta cũng tùy thời có thể thành đạo quân được. Kỳ Linh cười, thủ hạ đáng giá nhất bồi dưỡng chỉ có 2 tùy tùng, lại tùy thời trở thành đạo quân, Kỳ Linh xem như rất vui vẻ. Đúng rồi, đám người Phong Nhất Khánh Hoàn đã đột phá thành đạo quân chưa? Kỳ Linh hỏi. À, gặp lại chủ nhân quá vui mừng nên ta quên nói. Tô Vô Cơ liền nói. Khánh Hoàn Hoàng Tử khi trở về 3.000 năm đã đột phá thành đạo quân. 2 năm sau Hỏa Tấn Thủy Quân cũng đã đột phá thành đạo quân. Lại qua 12.000 năm Phong Nhất cũng đột phá trở thành đạo quân rồi. Kỳ Linh khẽ giật mình. Đã thành đạo quân rồi ư? Cũng đúng thôi, dù sao bọn họ đã sớm tu hành tới bình cảnh. Bởi vì khi khởi nguyên chi địa có chút thu hoạch, muốn tiến một bước rất khó khăn, đều phải đột phá thành đạo quân là đương nhiên rồi.
Kỳ Linh nói: "Chủ nhân, người khi nào thì thành đạo quân đây?" Tô Phục Cơ hiếu kỳ nói: "Đúng vậy, chủ nhân, khi nào vậy?" Đan Bảo cũng rất tò mò: "Sẽ không quá lâu đâu." Kỳ Linh nói: "Mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải hợp nhất với phân thân. Tiếp theo kiếm đạo của mình ẩn ẩn còn có một tia thiếu hụt." Kỳ Linh có cảm giác cách đột phá rất nhanh, chỉ cần một cơ hội. "Hai người các ngươi đã đều có thể thành đạo quân, như vậy đi, chọn một nơi yên tĩnh tu hành, hai người các ngươi liền đột phá đi." Kỳ Linh hỏi: "Hay chuẩn bị tu luyện, tiến hành củng cố thêm?" "Đã sớm củng cố rồi, vẫn chờ chủ nhân quay về. Ta tùy thời có thể trở thành đạo quân, không cần phải củng cố thêm nữa." Hỏa tiên tử Tô Vô Cơ cười nói: "Ta tại Tam Diệp Cánh cũng đã củng cố rồi, chỉ chờ đột phá thôi." Đan Bảo cũng nói: "Hắn đạt được 6 chương trong Đan Diệp Thất Chương, lại trải qua thời gian gia tốc gấp trăm lần, Kỳ Linh mới đạt được 6 chuôi bổn mạng thần binh." "Đã như vậy, chọn nơi đằng kia đi." Tâm ý Kỳ Linh khẽ động, tàu cao tốc xuyên thẳng qua một không gian duy độ, chỉ một lát sau đã phá vỡ không gian và đáp xuống hỗn độn tinh cầu. Tinh cầu này không có bất kỳ sinh mệnh nào, mặt ngoài đều là nham thạch. Kỳ Linh vung tay lên, một tòa phủ đệ hàng lâm và đáp xuống mặt ngoài ngôi sao này. Ý niệm Kỳ Linh khẽ bộc phát, trận pháp tiên phủ cũng được kích phát. Trong lúc nhất thời, uy năng khổng lồ bao phủ cả hỗn độn tinh cầu, đồng thời cũng hoàn toàn nội liễm. Nếu như cách hỗn độn tinh cầu hơi xa một chút, căn bản không cảm ứng được khí tức nào. Bởi vì đột phá thành đạo quân có động tĩnh rất lớn, tự nhiên tận lực ngăn cách khí tức, phòng ngừa bị phát hiện sinh ra phiền toái không cần thiết. "Các ngươi đột phá trong tiên phủ đi, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi." Kỳ Linh nói: "Vâng, thưa chủ nhân." Đan Bảo, Hỏa Tiên Tử Tô Vô Cơ kích động và khẩn trương. Mặc dù có nắm chắc có thể trở thành đạo quân, đối với bất luận người tu hành nào có đại đột phá cũng khẩn trương không nhỏ. Trên tinh cầu có một động phủ xuất hiện. Kỳ Linh đứng ở phía trước nhìn tinh cầu xa xa. Oanh! Bỗng nhiên một đạo khí tức cực mạnh phóng thẳng lên trời. Khí tức này cường đại mà mênh mông, cao cao tại thượng, hoàn toàn bất đồng với cấp độ thế giới cảnh. Cho dù là Kỳ Linh cũng chỉ có thanh hoa vũ khí chi lực trong cơ thể mới sánh ngang khí tức này. "Ồ, khí tức của đạo quân." Kỳ Linh khẽ cười nói: "Đan Bảo lại đột phá trước ư?" Từ thế giới cảnh đột phá đến đạo quân, thần thể sẽ cơ cấu lần nữa, khí tức tự nhiên cũng không thu liễm, tùy ý mà bắn ra. Kỳ Linh sớm bố trí cấm chế ngăn cách bên ngoài khí tức đạo quân bộc phát ra. Ầm ầm, hư không chung quanh xuất hiện vòng xoáy hỗn độn vô cùng nồng đậm, đại lượng hỗn độn chi lực tụ tập, dùng ngôi sao này làm trung tâm hình thành vòng xoáy, đại lượng hỗn độn chi lực không ngừng truyền vào và dắt vào trong thân thể Đan Bảo thế giới thần. Chỉ một lát sau, lúc này lại có khí tức đạo quân phóng lên trời, Hỏa Tiên Tử Tô Vô Cơ cũng bắt đầu đột phá. Trong hư không lại có thêm rất nhiều hỗn độn chi lực. Vòng xoáy hỗn độn cực lớn vần quanh hỗn độn tinh cầu. Tại tiên phủ trên hỗn độn tinh cầu, Kỳ Linh yên lặng thủ hộ. Hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động, bình thường sẽ không dẫn xuất đại năng, bởi vì chân thần chân tiên đột phá, tổ thần tổ tiên đột phá cũng làm cho hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động. Cho nên hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động là thường thấy nhất, chỉ cần ở khoảng cách xa, chấn động này rất yếu. Quá trình đột phá kéo dài suốt một ngày. Vèo, một đạo thân ảnh mập mạp xuất hiện, trực tiếp đáp xuống bên cạnh Kỳ Linh, chính là Đan Bảo. Hiện tại khí tức Đan Bảo lại càng tự nhiên, cũng càng thêm mênh mông. Nếu chỉ nói từ khí tức, Kỳ Linh đều mạnh hơn nhiều. Hắn hiện tại đã bước vào cấp độ đạo quân. "Chúc mừng Đan Bảo đạo quân." Kỳ Linh cười nói: "Ta vẫn phải đa tạ chủ nhân, nếu không có chủ nhân, ta thật không biết khi nào mới có thể trở thành đạo quân đây. Hoặc là nói, ta chỉ rằng không nhất định thành đạo quân được." Đan Bảo cũng thổn thức, thiên phú luyện đan của hắn mạnh hơn thiên phú chiến đấu, nhưng tìm kiếm luyện đan tông sư quá khó khăn. Lần này đi vào dị vũ trụ, hắn nhờ Kỳ Linh may mắn được đan tôn giả ban cho pháp môn nên mới có đường đi. Đan tôn giả ban cho 6 chương, đó là con đường đi thông tới vĩnh hằng đế quân, cho dù là tại Mang Nhai Quốc cũng không thể tìm ra pháp môn như thế. Có danh sư cho nên Đan Bảo mới biết mình phải đi con đường như thế nào. Không có danh sư, trừ phi thiên phú của hắn cực kỳ kinh diễm như Kỳ Linh, phong nhất thì mới được. Dựa vào chính mình lục lọi, chỉ sợ cũng có thể bước vào đạo quân. Đương nhiên khẳng định không bằng có chuẩn thừa tham khảo. Bởi vì có nhiều kinh nghiệm tham khảo mới có thể tránh một ít sai lầm, đứng trên vai cự nhân có thể nhìn ra xa hơn. Vèo, lại có một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh phiêu giật mà xinh đẹp, áo bào hỏa hồng và dáng người kiều mị động lòng người.
Tô Vô Cơ tỏa ra khí tức hấp dẫn, tu hành mị hoặc khống chế nhất đạo. Tô Vô Cơ càng bộc lộ mị hoặc cực kỳ kinh người, nàng nhìn một cái cũng làm cho một đám thế giới cảnh thần hồn điên đảo, nguyện ý sống chết vì nàng. Chủ nhân, Tô Vô Cơ cười dịu dàng nhìn Kỳ Linh, lập tức thất vọng khi thấy ánh mắt Kỳ Linh bình tĩnh như trước, bất đắc dĩ nói: ta còn tưởng rằng chủ nhân sẽ bị ta ảnh hưởng, xem ra có thể thông qua xiềng xích bổn nguyên, chủ nhân chúng cư mị hoặc lợi hại quá nhiều. Nếu như người thi triển bí thuật, có lẽ ta sẽ bị ảnh hưởng. Kỳ Linh cười nói: ta sẽ không thi triển bí thuật với chủ nhân đâu. Tô Vũ Cơ nói, kỳ thực Kỳ Linh cũng không có nắm chắc. Tô Vũ Cơ hiện tại cũng đã là đạo quân, nếu như pháp lực đạo quân thi triển bí thuật mị hoặc, có lẽ không khống chế chính mình, nhưng có khả năng tùy thời ảnh hưởng tới mình. Dù sao trước kia khi Tô Vũ Cơ chưa phải đạo quân, nàng học là Phi Thiên Thánh Quân truyền thừa, đây chính là đạo quân cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, cho dù ảnh hưởng chính mình, Kỳ Linh bằng vào ý niệm và lôi thủy cũng có thể dễ dàng chôn vùi Tô Vô Cơ, chủ yếu thực lực chênh lệch quá lớn. Mị hoặc nhất đạo không am hiểu cận thân chém giết, am hiểu mị hoặc ảnh hưởng địch nhân, vừa thành đạo quân từ đó cũng khác với bình thường. Kỳ Linh nói, sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử, các người hôm nay mới chỉ đi ra bước đầu tiên thôi, còn đường tu hành tương lai phải cẩn thận, đừng có chờ mong vào ta, hai người các ngươi tốt xấu gì cũng phải trở thành đạo quân tứ bộ. Đan Bảo gật đầu. Hợp đạo thất bại cũng bỏ đi, nếu như ngay cả đột phá nhị bộ, tam bộ, tứ bộ đều thất bại mà chết ở đó mới là buồn cười. Tô Vô Cơ tự tin sinh tử đạo quân mỗi khi tiến thêm một bước đều lục lọi trong bóng tối. Tổ thần tổ tiên thế giới cảnh đã có thể cảm ứng vũ trụ bổn nguyên, như kiếm đạo chi bản nguyên sẽ có phi thường, có khí tức kiếm đạo rất mạnh, có thể giúp người an ổn tu hành tới thế giới cảnh viên mãn. Sau này chỉ có thể tự lục lọi, tự học. Một bước lục lọi sai lầm sẽ tử vong. Cuối cùng hợp đạo chính là khảo nghiệm đáng sợ. Đạo hơi có khuyết điểm, không cách nào thành tồn tại vĩnh hằng được, kết quả chính là thân tử đạo tiêu. Mặc dù là Tô Vô Cơ, Đan Bảo, Kỳ Linh cũng không có tự tin với hợp đạo. Bọn họ đều nghĩ cố gắng trở thành đạo quân tứ bộ. Nếu như đạo quân tứ bộ cũng không làm được mới là đáng chê cười. Về phần hợp đạo ư, thành đạo quân tứ bộ mới nghĩ biện pháp tiếp. Mang theo Tô Vô Cơ, Đan Bảo đi về phía trước, trên đường đi vô cùng thông thuận, bởi vì lực uy hiếp của đạo quân rất mạnh, cho nên đi suốt 300 năm. Tại Đông Hồ Tinh, nơi này có thể không truyền tống trận. Vù, thời không truyền tống trận sáng lên. Một lát trước, thời không truyền tống trận vừa mới kích phát, tại sao lại kích phát rồi? Một ít tổ thần tổ tiên canh giữ thời không truyền tống trận lúc này nói thầm. Trong thời không truyền tống trận có ba thân ảnh đi ra ngoài, chính là Kỳ Linh, Đan Bảo và Tô Vô Cơ ba người. Ba người bọn họ vừa xuất hiện, đặc biệt là khí tức đạo quân ẩn ẩn tỏa ra, lập tức làm cho đám tổ thần tổ tiên sợ hãi không dám lên tiếng. Kỳ Linh hiện tại cưỡi thời không truyền tống trận còn không đến mức vì tiết kiệm chút lộ phí mà chậm rãi chờ đợi, đương nhiên phải kích phát đi ngay. Nơi này cách Thiên Thương Cung cũng không tính là xa, đoán chừng cần nửa năm là tới nơi. Kỳ Linh cười nói, chúc mừng chủ nhân. Tô Vô Cơ cũng cười nói, chủ nhân đợi ngày này đã thật lâu rồi. Đúng vậy, chờ cũng thật lâu. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu, chính mình lo lắng khi đi tới Thiên Thương Cung là vì mình nhớ phụ mẫu. Vèo, một chiếc tàu cao tốc trống rỗng xuất hiện, ba người Kỳ Linh đang ở bên trong tàu cao tốc. Tàu cao tốc phá không, một lần xuyên qua không gian, phi hành nửa tháng mới tìm được thông đạo thời gian, không gian đi nhanh hơn. Kỳ thực cưỡi thời không truyền tống trận hao phí thời gian rất ngắn, chủ yếu thời gian là tìm khắp nơi. Cách Đông Hồ Tinh không xa, bên trong hư không có một hỗn độn tinh cầu. Trên hỗn độn tinh cầu này đang xảy ra chiến đấu. Sao? Bỗng nhiên Kỳ Linh cảm ứng trong tối tăm, tu hành đến tầng thứ của hắn cảm ứng rất chuẩn. Ngừng lại. Kỳ Linh dừng tàu cao tốc, thu tàu cao tốc vào. Chủ nhân, sao vậy? Đan Bảo, Tô Vô Cơ đều nghi hoặc, tại sao lại dừng lại đây? Lên phía trước nhìn thử xem. Kỳ Linh nói, dường như trên hỗn độn tinh cầu này đang có chiến đấu. Đan Bảo, Tô Vô Cơ cũng có chút nghi hoặc, không phải chỉ là một cuộc chiến đấu thôi sao, có cái gì đẹp mắt đáng chú ý đâu. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của Kỳ Linh, lúc này đi theo Kỳ Linh hướng phía kia đi tới. Trong hư không có ba tên thế giới cảnh cùng với một ít tổ thần tổ tiên đang quan sát. Bởi vì nơi này gần Đông Hồ Tinh là vị trí có thể không truyền tống trận, cho nên một ít thế giới cảnh đi tới đây để xem.
Mấy vị, trên hỗn độn tinh cầu đang xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Linh đi qua mở miệng hỏi. Những thế giới cảnh tổ thần tổ tiên đang xem cuộc chiến nghi hoặc nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy thanh niên áo trắng bên cạnh còn có hai người. Đạo quân ư? Là đạo quân ư? Xin bái kiến đạo quân. Ba gã thế giới cảnh sợ tới mức khủng hoảng, lập tức cúi chào. Đạo quân. Những tổ thần tổ tiên sợ hãi không nhỏ. Kỳ Linh phân phó, nói cho ta biết chiến đấu trên hỗn độn tinh cầu là thế nào vậy? Mình có cảm ứng khẳng định có liên quan gì đó. Trong đó một gã thế giới cảnh nói, bẩm tiền bối. Hắn không dám lãnh đạm với thiếu niên áo trắng, bởi vì Kỳ Linh nhìn như thế giới cảnh, nhưng hai tên đạo quân đang đứng sau lưng Kỳ Linh hiển nhiên nói rõ thân phận của thiếu niên áo trắng này. Trên ngôi sao kia có 6 thế giới cảnh phân thành 2 phe. Lão giả nói, ta biết rõ phân thành 2 phe. Kỳ Linh nhíu mày, hắn nhìn lên ngôi sao cách đó 10 tỷ dặm, một tên thế giới cảnh đang bị 5 tên vây công, bộ dáng nghe chừng kiên trì sẽ không nổi được nữa. Một phương là Thanh Phong Thánh Điện, bọn chúng 5 tên thế giới cảnh liên thủ đuổi giết một gã địch nhân. Địch nhân của bọn họ là tử địch của Thanh Phong Thánh Điện, tên thế giới cảnh kia là người của Thiên Thương Cung. Lão giả vội vàng giải thích, Kỳ Linh biến sắc, Thiên Thương Cung ngư, khó trách hắn có cảm ứng trong tối tăm. Kỳ Linh biến sắc, hắn thấy thế liền hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp phá vỡ không gian, tiến vào không gian duy độ khác. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng vào hỗn độn tinh cầu. Huynh đệ Thiên Thương Cung bị khi phụ sỉ nhục khi có mặt mình, đó mới là chê cười. Tiền bối, đó chính là Thanh Phong Thánh Điện đấy. Lão giả hoảng sợ lên tiếng, hắn có thể cảm giác được sát cơ của Kỳ Linh. Thanh Phong Thánh Điện hoàn toàn không thua gì Thiên Thương Cung, đối với thế giới cảnh mà nói là quái vật khổng lồ. Chủ nhân. Tô Vũ Cơ cũng hóa thành hào quang, nghe nàng hô chủ nhân thì đám thế giới cảnh và tổ thần tổ tiên ngây ngốc. Xảy ra chuyện gì đây? Đạo quân lại nhận thế giới cảnh làm chủ nhân ư? Thanh Phong Thánh Điện thì thế nào chứ? Chủ nhân chúng ta là người của Thiên Thương Cung. Đan Bảo cũng bộc phát sát khí, hóa thành hào quang đuổi theo. Lão già và đám thế giới cảnh, tổ thần tổ tiên còn lại đứng ngây ngốc nhìn. Cất bước đi ra khỏi không gian duy độ, Kỳ Linh cũng đã đến bên ngoài ngôi sao. Trên ngôi sao này có 5 tên thế giới cảnh Thanh Phong Thánh Điện đang vây công thế giới cảnh khác. Bọn họ chú ý tới có người xuất hiện, một tên trong đó quát, Thanh Phong Thánh Điện đang đuổi giết tiểu tặc, vị đạo hữu này nhanh chóng thối lui cho. Kỳ Linh hư lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang nhanh hơn tốc độ ánh sáng 4 lần, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đối thủ. Tốc độ phi hành của Kỳ Linh tăng lên nhanh chóng, lúc này làm đám người thế giới cảnh trên hỗn độn tinh cầu kia kinh hãi, gấp 4 lần tốc độ ánh sáng ngư. Cần biết thế giới cảnh chỉ gấp 2 lần tốc độ ánh sáng cũng không đạt được, trừ phi em hiểu một ít bí thuật, mà đạo quân nhất định chỉ có thể đạt tới gấp 2 lần tốc độ ánh sáng mà thôi. Đạo quân nhị bộ là gấp 3 lần tốc độ ánh sáng, đạo quân tam bộ là 4 lần tốc độ ánh sáng, đạo quân tứ bộ mới là gấp 5 lần tốc độ ánh sáng. Đây chỉ là bình thường, nếu như am hiểu một ít độn thuật hoặc là giỏi về pháp bảo chạy trốn sẽ khác. Độn thuật, pháp bảo đều là cực kỳ hiếm thấy. Một thế giới cảnh lại nhanh như vậy ư? Hắn nhất định am hiểu độn thuật nào đó rồi. 5 tên thế giới cảnh kia của Thanh Phong Thánh Điện đã có suy đoán. Ta là Khúc Yên Tiên Nhân của Thanh Phong Thánh Điện, đạo hữu dừng lại, hãy xưng tên ra. Một tên thế giới cảnh khác quát lớn, âm thanh dùng pháp lực hỗn độn truyền thâu, lập tức vang vọng cả tinh cầu. Ta, Thiên Thương Cung, Bắc Minh. Kỳ Linh nói chuyện mang theo sát khí, lập tức cũng truyền khắp tinh cầu. Lời của Kỳ Linh nhiều oanh kích 5 tên thế giới cảnh của Thanh Phong Thánh Điện, 5 tên bọn chúng biến sắc. Thiên Thương Cung ngư, không tốt rồi. Là Bắc Minh huynh đệ ư? Nam tử áo xanh đang bị vây công nghe thế lập tức hô lên, Bắc Minh huynh đệ coi chừng, năm tên này không dễ chọc đâu. Hắn nghe nói qua Bắc Minh là Thiên Nhất Đạo Quân dùng pháp thân công khai nói chuyện này tại Thiên Thương Cung, nói Thiên Thương Cung lại có thêm một vị huynh đệ tên là Bắc Minh, hôm nay đã là tổ thần. Bắc Minh huynh đệ dựa theo lời đại ca nói chỉ là một gã tổ thần mà thôi, không thể làm được gì. Nam tử áo xanh nói thầm, ngăn hắn lại, vậy mà lại là người của Thiên Thương Cung ngư, cùng nhau bắt hắn đi, động thủ. Năm tên thế giới cảnh của Thanh Phong Thánh Điện biết rõ người tới là người của Thiên Thương Cung liền động thủ. Trong đó hai gã thế giới cảnh tiếp tục vây công nam tử áo xanh, mặt khác ba gã thế giới cảnh ra tay với Kỳ Linh. Kỳ Linh hóa thành kiếm quang bay tới, thần kiếm sau lưng cũng không ra khỏi vỏ, ánh mắt nhìn về phía đối phương.
Oanh! Thiên băng địa liệt, trên hỗn độn tinh cầu xuất hiện kiếm ý cực kỳ đáng sợ. Kiếm ý ngưng tụ ra kiếm quang, vô số kiếm quang hàng lâm. Năm tên thấy giết cảnh hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên cao. Đối mặt với kiếm ý cực kỳ đáng sợ, năm người bọn họ không khác gì con sâu cái kiến cả. Làm sao có thể mạnh như vậy được? Không có khả năng, kiếm ý này... Năm tên thế giới cảnh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần kiếm ý đáng sợ này diệt sát bọn hắn cũng chỉ như diệt sát con sâu cái kiến. Bọn chúng hoảng sợ. Năm tên thế giới cảnh trong tay đều xuất hiện một quả ngọc phù màu trắng. Tất cả đều bóp nát trong tay ngọc phù đi cầu cứu. Bọn hắn cũng không có chống cự ý niệm trong đầu, chỉ có cầu cứu. Vô số kiếm quang hóa thành sóng biển quét qua năm tên thế giới cảnh. Kiếm ý như quấn chỉ nhanh chóng quấn chặt năm tên thế giới cảnh. Về sau trong tay kỷ linh xuất hiện một cái hồ lô. Miệng hồ lô bắn ra hấp lực ngập trời, thu năm tên thế giới cảnh này vào bên trong. Kỷ linh lập tức dùng ý niệm thu tất cả kiếm ý trở về. Đối với kỷ linh mà nói, năm tên thế giới cảnh chỉ là một ít con sâu cái kiến mà thôi, thực lực sai biệt quá lớn. Kỷ linh cũng không lỗ mãng, đầu tiên bắt bọn chúng lại, giết hay không để nói sau. Bắc Minh huynh đệ, nam tử áo bào xanh nhìn kỷ linh, hắn đã không rõ, thiên nhất đại ca, ngươi không phải nói Bắc Minh huynh đệ chỉ là tổ thần tổ tiên thôi sao? Hiện tại thành thế giới cảnh cũng thôi đi, tại sao lại mạnh như vậy? Còn không có ra tay, chỉ bằng vào kiếm ý đã bắt được năm tên thế giới cảnh vào tay. Năm tên thế giới cảnh kia có hai tên là thế giới cảnh đỉnh phong. Ta tên là Đông Mục. Nam tử áo bào xanh thấy kỷ linh đi tới, hắn áp chế các loại nghi hoặc, lúc này mở miệng nói: đa tạ Bắc Minh huynh đệ đã cứu tính mạng của ta. Đông Mục huynh đệ, lần này ta cũng đi tới Thiên Tân Cung, đi ngang qua nơi này gặp được mà thôi. Kỷ linh cũng cười nói: như thế nào, Đông Mục ngươi nghe qua ta rồi sao? Ừ, đã nghe nói qua. Nam tử áo xanh liên tục gật đầu. Thiên nhất đại ca đã sớm nói với chúng ta việc này, nói Bắc Minh ngươi là tổ thần đã có thực lực của thế giới cảnh, nói ngươi cách đột phá đến thế giới cảnh rất nhanh. Thế nhưng bây giờ xem ra Bắc Minh ngươi chẳng những là thế giới cảnh, hơn nữa còn mạnh tới mức làm người ta phải sợ hãi. Kỷ linh cười cười, đúng vậy, hắn gặp thiên nhất đạo quân cũng chỉ là tổ thần. Thiên nhất đại ca đi ra khỏi lịch lãng giới rồi sao? Kỷ linh liền hỏi. Không, chưa. Đông Mục lắc đầu thở dài. Thiên nhất đại ca còn bị vây trong dịch lãng giới, pháp thân tọa chấn Thiên Thương Cung, chuyện của ngươi là pháp thân của hắn nói ra. Dù sao dịch lãng giới là động phủ do Vĩnh Hằng Đế Quân kiến tạo, hơn nữa dịch lãng đế quân còn không phải đế quân thông thường. Kỷ linh gật đầu. Dịch lãng giới cũng là một trong các kiểm địa trong vô tận cương vực. Đạo quân tứ bộ chết trong đó không ít, nhưng vẫn có không ít đạo quân đi vào. Cũng bởi vì dịch lãng đế quân lưu lại cơ duyên không nhỏ. Dịch lãng đế quân cực kỳ am hiểu suy diễn, hắn từng được công nhận là suy diễn đệ nhất nhân trong vô tận cương vực. Về sau, dịch lãng đế quân cũng đi phiêu bạt, động phủ của hắn vô chủ, nhiều đời đều có đạo quân đi vào. Như đại mạc đạo quân cực kỳ am hiểu suy diễn, thậm chí hắn thành lập môn phái trong dịch lãng vĩnh hằng giới. Rất nhiều đại năng đều cho rằng đại mạc đạo quân đạt được truyền thừa của dịch lãng đế quân. Vèo vèo, hai đạo thân ảnh từ xa bay tới là Đan Bảo và Tô Vô Cơ. Hai người bọn họ đều là đạo quân, cũng mặc kệ xuyên qua hư không hay phi hành bình thường đều không bằng kỷ linh được. Hai vị đạo quân. Đông Mục sợ hãi không nhỏ. Chủ nhân, người Thanh Phong Thánh Điện chết rồi sao? Đan Bảo nói. Chủ nhân người cũng quá nhanh. Tô Vô Cơ cũng cười nói. Kỷ linh gật đầu nhìn sang Đông Mục. Đông Mục, chúng ta nhanh chóng rời đi, nơi này tiếp cận địa bàn của Thanh Phong Thánh Địa, chúng ta ở lại đây vô cùng nguy hiểm. Đông Mục còn rung động. Hai gã đạo quân hô nhìn Kỷ linh là chủ nhân. Nghe Kỷ linh nói thế liền gật đầu. Đúng đúng đúng, chúng ta đi nhanh lên. Đi thôi. Kỷ linh xuất ra tàu cao tốc. Lúc này bốn người lên tàu cao tốc rời đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 197 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 198. Xin chào và hẹn gặp lại.